Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhập dữ liệu và phân tích thống kê mô tả cơ bản ở trên Python. Đầu tiên là mình cần import những cái package cần thiết cho công việc này. Thì những cái package cần thiết của mình ở đây sẽ là Matplotlib, là một cái package để visualize, để thể hiện và vẽ nhiều đồ cho bạn. Tiếp theo là chúng ta cần Pandas và NumPy. Thì trước hết là để nhập dữ liệu vào, thì mình sẽ gán cái dữ liệu, cái data của mình vào một cái data frame. Thì hiện tại cái data set của mình là một cái data set về web survey có gồm các biến từ Q1 đến Q31. Sau đấy mình trích xuất những cái dữ liệu này ra một cái file mới đó, và sau đấy thì mình sử dụng là lệnh read và sau đấy định dạng, rồi theo đấy là địa chỉ của cái file mà mình đang cần đó, và mình import được cái set data của mình vào. Mình đã nhập được cái set data đấy của mình vào, và để kiểm tra xem là cái set data mình nhập vào đã được hay chưa thì mình dùng lệnh print. Thì cái set data của mình là có bao gồm ở đây là cũng phải đến vài trăm con sát. Chính vì thế mà thay vì mình in tất cả cái set data đấy ra thì mình sẽ chỉ in khoảng tầm 5 dòng đầu. Và đấy, cái lệnh mình làm đấy là các bạn có thể dùng print data frame head, rồi số lượng dòng, ở đây của mình là 5 dòng. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử. Thì các bạn có thể nhìn thấy là mình đang có tổng cộng là 32 cột và sẽ có 5 dòng ở đây. Thì tuy nhiên là khi mà các bạn làm này, những cái các biến từ Q1 đến Q31 nó sẽ không hiện ra tất cả. Nó sẽ có những cái dấu chấm, 3 chấm ở đây là thì hiện tượng chưa, sẽ còn những cái dòng nữa. Trong trường hợp mà các bạn muốn những cái dòng đấy hiện ra thì các bạn có thể biến cái set data này thành biến string. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại. Đó, thì lúc này thì những cái data của bạn sẽ được hiện đầy đủ từ Q1 đến tận Q31 ở đây. Sau khi mình đã có một cái set dữ liệu đã được gắn vào cái data frame thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để vẽ một biểu đồ tần suất, hay còn gọi là biểu đồ histogram ở trên Python. Đầu tiên để bắt đầu một biểu đồ mới thì mình có thể sử dụng hàm plot figure ở đây. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng mình phải khai báo một cái biến gọi là biến độ dài. Thì biến độ dài này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái data frame của chính độ dài của chính cái data frame, cái cột mà các bạn đã chọn, tức là giá trị như thế thay vì chiêu khoản. Bằng cách các bạn có thể khai báo là data frame các bạn dùng là data frame nào, và cột các bạn dùng, cái giá trị các bạn dùng muốn dùng là giá trị nào. Sau đấy thì đến phần vẽ hình bằng Matplotlib. Đầu tiên các bạn sẽ phải gắn vào một cái biến gọi là quy của histogram chẳng hạn, và sau đó sẽ sử dụng Matplotlib, pyplot và hist ở đây. Sau đó thì các bạn tiếp tục khai báo các bạn muốn dùng ở data frame nào và cái cột nào, giá trị nào các bạn muốn sử dụng. Sau đấy là biến về độ dài, còn lại thì là những cái biến về length. Hay là màu sắc. Hay chiều dài, độ dài của cái cột mà mình muốn. Sau đó thì các bạn hoàn toàn có thể đặt tên cho cái đồ xuất này của mình bằng cách sử dụng plot title. Thì các bạn thể gõ tên mà mình muốn đặt cho cái biểu đồ của mình vào. Mình sẽ đặt tên cho biểu đồ quy dấu này của mình là Q4 histogram chẳng hạn. Và để hiện được cái biểu này lên thì mình sẽ cần sử dụng một cái lệnh nữa, đó chính là plot show. Và bây giờ khi mà mình chạy thì mình sẽ có được một cái biểu đồ histogram, bạn thấy thể hiện tất cả các giá trị của mình trong các khoảng khác nhau. Phần tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là cách vẽ biểu đồ hộp hay là biểu đồ plot.
thì với biểu đồ này mình có thể xác định được phạm vi của dữ liệu, đồng thời cũng có thể xác định được những biến ngoại lai, những cái giá trị ngoại lai mà xuất hiện trong dataset. Thì đầu tiên trước khi mình có thể vẽ biểu đồ này thì mình sẽ khai báo một cái figure mới. Phần tiếp theo chính là mình sẽ sử dụng plot và rồi sử dụng plot, box plot. Và tiếp theo mình sẽ điền giá trị data frame và column, hay là giá trị cột mà mình muốn thực hiện cái việc vẽ cái biểu đồ này vào. Thì mình sẽ tiếp tục với biến Q4 ở bên trên mà mình đã sử dụng với data frame đã được định sẵn. Tiếp theo là mình sẽ gắn giá trị với x-sticks. Đây là giá trị về vị trí. Sau đó thì mình có thể gắn label với các biến x label ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể đặt cái phần này bất cứ tên gì các bạn thích, và có thể hợp với cả dữ liệu các bạn. Và tiếp theo cũng như phần trên thì plot title là có thể sử dụng để đặt tên cho toàn bộ cái biểu đồ của mình. Bây giờ mình có thể đặt tên là Q4 box plot chẳng hạn. Và bây giờ để biểu đồ có thể hiện lên mình sẽ sử dụng lệnh plot show. Và khi mình chạy cái code này của mình thì mình sẽ có được một cái biểu đồ Q4 box plot ở đây. Và như bạn thì nhìn thấy là biểu đồ Q4 này đang thể hiện có khá các giá trị outlier hay là giá trị ngoại lai ở đây. Và để nó không ảnh hưởng đến những cái dữ liệu trong phần descriptive sau này, mình hoàn toàn có thể loại bỏ những cái dữ liệu outlier này. Và phần tới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ những biến ngoại lai này bằng phương pháp Eqr. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để loại bỏ các biến ngoại lai bằng phương pháp Eqr. Thì trong phần này thì mình đã đặt một hàm gọi là hàm remove outlier. Thật ra việc các bạn đặt hàm rồi cái việc các bạn phân tích và viết code cho từng cái data frame và những cái biến một nó cũng không khác gì nhau cả và vẫn sẽ ra được kết quả tương tự. Tuy nhiên thì việc đặt hàm này sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc phải viết rất nhiều những hàng code giống nhau. Đầu tiên thì với phương pháp này mình cần xác định những giá trị như là Q1, Q3 và Eqr, ngoài ra còn có giá trị chặn trên và chặn dưới. Thì đối với những giá trị này với Q1 và Q3 là các giá trị phần tư thứ nhất và giá trị phần tư thứ ba, thì mình dùng lệnh quantile 0.25 và 0.5 đối với hai giá trị này. Đối với giá trị Eqr thì mình lấy theo đúng công thức là Q3 chia cho Q1, cũng giống như là việc giá trị chặn trên và giá trị chặn dưới của mình là theo đúng công thức là Q1 chia đi 1.5 Eqr và Q3 cộng với cả 1.5 Eqr. Đối với cái giá trị này, sau đấy khi mà mình xử lý dữ liệu thì những cái giá trị nào mà nằm bên trên cái giá trị chặn trên của mình, tức là giá trị lớn hơn Q3 cộng với cả 1.5 Eqr thì mình sẽ loại, và đồng thời mình cũng loại luôn những cái giá trị mà nằm bên dưới cái giá trị chặn dưới là nhỏ hơn Q1 chiều đi 1.5 Eqr. Đối với cái giá trị này thì mình sẽ loại đi, và những cái giá trị còn lại trong cái khoảng chấp nhận được thì mình sẽ gán nó vào cái phần data frame mới là data frame out, và mình sẽ trả lại cái giá trị data frame out này ra. Để minh họa cho cái hàm remove outlier của mình thì mình sẽ thực hiện việc loại bỏ biến ngoại lai cho biến Q4 ở bên trên mình đã làm. Đầu tiên thì mình sẽ set một cái data frame mới là data frame đối với Q4 và sử dụng remove outlier đối với giá trị này. Sau đấy thì để xác định được đúng là những cái giá trị ngoại lai của data frame của biến 4 Q4 trong data frame đã được loại bỏ thì mình có thể hoàn toàn sử dụng lại box plot của mình để thể hiện cho các bạn thấy, minh họa cho các bạn thấy việc loại bỏ những cái biến ngoại lai. Theo thì mình sẽ plot show. Những
các bạn nhìn thấy là những cái biến ngoại lai của mình đã được xử lý và cái boxplot của mình bây giờ sẽ đã trông cân đối hơn so với boxplot ban đầu khi mà vẫn chưa loại bỏ những cái biến ngoại lai như thế này. Phần cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là cách thực hiện thống kê mô tả trên Python. Phần này thực chất rất đơn giản. Tất cả những gì các bạn cần làm đó chính là sử dụng data frame của mình là Q4. Mình sẽ tiếp tục sử dụng data frame của mình là Q4 và mình sẽ sử dụng cái data frame mà mình đã loại bỏ các biến ngoại lai. Sau đấy thì mình lựa chọn cột mà mình muốn thực hiện cái việc phân tích mô tả này và chỉ cần ấn describe. Chỉ cần dùng lệnh describe. Thì bây giờ hiện tại biến Q4 của mình đã được phân tích mô tả và mình hiểu hoàn toàn xem bằng cách print cái bảng này ra. Các bạn thấy ở console ở đây là những cái giá trị phân tích mô tả của mình đang có số lượng giá trị trung bình, standard deviation, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, đồng thời kèm theo các giá trị phần tư. Ngoài ra thì các bạn có thể gộp nhiều những cái bảng phân tích mô tả khác nhau. Một bảng hiện tại thì mình có thể sử dụng là một cái descriptive cho biến Q9 chẳng hạn. Thì trước hết mình cũng cần phải loại bỏ những cái biến ngoại lai mà xuất hiện ở trong Q9 của mình. Sau đấy thì phần descriptive của mình sẽ tiếp tục đơn giản sử dụng lệnh describe. Ở đây thì mình đang có descriptive cho cả Q9 lẫn Q4. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì hiện tại hai bảng descriptive này của mình đang là hai bảng rất riêng biệt. Mình có thể gộp cái này lại bằng lệnh concat của Panda. Phần keys này thì sẽ chỉ là những cái tên của cột thôi. Q9. Sau đấy thì mình có thể display bảng description này của mình ra. Và như thế thì biến Q9 và Q4 của mình đã được gộp vào trong một cái bảng descriptive như thế này. Và đấy là cách các bạn thực hiện phần thống kê mô tả ở trên Python.